Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021 và kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thời gian qua, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo với phương châm chất lượng đào tạo là mục tiêu hướng đến, đáp ứng yêu cầu của người học và xã hội. Hiện nay tiếp tục đổi mới công tác đào tạo gắn với liên kết doanh nghiệp, tập trung đầu tư các nghề trọng điểm, tạo đột phá chất lượng. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đã ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển, qua đó gửi lời tri ân đến các thế hệ giảng viên đã gắn bó với sự nghiệp trồng người tại đơn vị. Phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, thầy và trò nhà trường quyết tâm nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, đầu tư và phát triển Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng trở thành trường chất lượng cao vào năm 2022.